cựu nhân viên đến từ Trung Quốc bị buộc tội ăn cắp bí mật thương mại từ bộ phận xe tự lái của Apple. Ngày 16 tháng 5, Mỹ công bố cáo buộc đối với 5 trường hợp liên quan đến các vụ đánh cắp công nghệ để mang lại lợi ích cho Trung Quốc, Iran và Nga. Trong đó, một cựu kỹ sư Apple bị cáo buộc đánh cắp công nghệ và trốn sang Trung Quốc. Sau thông tin trên, người này được xác định là Weibao Wang, 35 tuổi, từng sống ở Mountain View, California, Mỹ. Wang đầu quân cho Apple năm 2016. Theo cáo trạng, năm 2017, Wang nhận một công việc làm việc tại Mỹ của một công ty Trung Quốc chuyên phát triển ô tô tự lái trước khi thôi việc tại Apple. Tất nhiên, Wang không tiết lộ chuyện này với ai. Sau ngày làm việc cuối cùng của Wang, Apple phát hiện người này đã truy cập một lượng lớn dữ liệu độc quyền trong những ngày cuối. Các đặc vụ liên bang đã lục soát nhà của Wang vào tháng 6 năm 2018 và tìm thấy số lượng lớn dữ liệu từ Apple, bao gồm toàn bộ mã nguồn xe tự hành của công ty. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ngay sau khi bị khám xét, Wang đã lên máy bay trốn sang Trung Quốc. Theo Reuters và một số hồ sơ công ty, trước khi bị cáo buộc ăn cắp bí mật của Apple, Wang là CEO tại Jizu liên danh xe điện giữa gã khổng lồ Internet Trung Quốc Baidu và nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Geely. Còn theo một hồ sơ LinkedIn đã bị xóa, sau khi rời Apple, Wang bắt đầu làm việc tại một công ty trí tuệ nhân tạo chăm sóc sức khỏe có tên là Singularity AI có văn phòng ở California và Trung Quốc. Sau đó, Wang làm giám đốc công nghệ tại công ty xe tự lái Neolix của Trung Quốc. Năm 2021, Wang gia nhập Jizu để điều hành các dự án lái xe thông minh. Tháng 2 vừa qua, Jizu đã xác nhận kế hoạch giao chiếc xe đầu tiên trong năm nay và sẽ sử dụng công nghệ giống ChatGPT trong các sản phẩm của mình. Theo cáo buộc hiện tại, Wang không còn có thể đến Mỹ mà không có nguy cơ bị bắt. Đây là cựu nhân viên thứ 3 đến từ Trung Quốc bị buộc tội ăn cắp bí mật thương mại từ bộ phận xe tự lái của Apple. Trước đó, Xiaolang Chang, người làm việc tại Apple cùng thời với Wang, đã nhận tội đánh cắp bí mật thương mại của Apple vào tháng 8 năm 2022. Người còn lại là Zizong Chen cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc tương tự, nhưng ngày xét xử vụ án của cựu nhân viên này vẫn chưa được ấn định. Cả Chang và Chen đều không thể rời Mỹ và bị bắt lần lượt vào năm 2018 và 2019. Trong một vụ việc khác liên quan đến Trung Quốc, các công tố viên Mỹ đã công bố cáo buộc đối với Lai Minh Li, 64 tuổi, ở Rancho Cucamonga, California, Mỹ, với cáo buộc ăn cắp bí mật thương mại từ một số chủ doanh nghiệp Mỹ để xây dựng công ty cạnh tranh của riêng mình ở Trung Quốc. Những cáo buộc trên được trình bày chi tiết tại một cuộc họp của Bộ Tư pháp Mỹ tập trung vào hành vi trộm cắp bí mật thương mại và công nghệ. Vào tháng 2, Mỹ đã thành lập một đơn vị đặc biệt để điều tra và bảo vệ các công nghệ nhạy cảm của nước này khỏi đối thủ nước ngoài và các mối đe dọa an ninh quốc gia khác. Bộ Thương mại Mỹ năm ngoái đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với các linh kiện bán dẫn và máy tính tiên tiến trong động thái được coi là để ngăn Trung Quốc mua một số loại chip nhất định. Theo Dân Trí, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.